Trình duyệt mới. Trình duyệt được bố cục theo tab. Và một bàn phím mới. Một điểm rất mới là chúng ta có thể thay bàn phím nhanh bằng icon nhỏ nhỏ đây. Bộ gõ tiếng Việt. Một lưu ý nhỏ nhỏ là bộ gõ tiếng Việt á, thì chỉ có bộ gõ của Kỳ Nam chạy được, còn bộ gõ hiện tại mà mọi người hay xài là bộ gõ Việt Nam IME thì không xài được.